Sáng nay ngày 8 tháng 8, tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi ảnh Việt Nam nhìn từ trên cao năm 2019 với chủ đề Tự hào biên cương Việt Nam. Nguyễn Tấn Tuấn đến từ thành phố Hồ Chí Minh đoạt giải nhất với tác phẩm Thác Bản Dốc. Sau gần 4 tháng phát động, cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật Việt Nam nhìn từ trên cao năm 2019 nhận gần 4.000 tác phẩm dự thi của 261 tác giả chuyên và không chuyên đến từ 53 tỉnh thành trong cả nước. Số tác phẩm dự thi tăng 20% so với lần đầu tiên tổ chức vào năm 2017. Chất lượng tác phẩm dự thi năm nay được đánh giá cao cả về đề tài cũng như chất lượng nghệ thuật. Các tác phẩm đã ghi lại được những khoảnh khắc độc đáo mang đến cho người thưởng lãm nhiều cảm xúc ngỡ ngàng trước cảnh đẹp Việt Nam. Ban tổ chức đã trao 10 giải khuyến khích, 3 giải ba, 1 giải nhì, 1 giải nhất và 1 giải bình chọn online được nhiều người yêu thích. Trong đó giải cao nhất cuộc thi thuộc về anh Nguyễn Tấn Tuấn với tác phẩm Thác Bản Dốc. Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật Việt Nam nhìn từ trên cao do Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Lịch Xuân Phương Nam tổ chức dành riêng cho những người chụp ảnh bằng flycam và các thiết bị chụp từ trên cao.